Rồi, xin chào quý cô chú anh chị. Thì cái máy này em mới nhận hợp đồng về Nha Trang nha. Đây, máy thì trước hết thì em sẽ đem làm sao làm bảo dưỡng. Máy này máy Khánh Hòa, Nha Trang. Có khách đang làm một số thứ nha nè. Hợp đồng máy đi Khánh Hòa nha. Chờ xíu nha. Đây. Chào anh em buổi sáng, thì hôm nay em đã tiếp tục làm máy này nha. Em mới vừa mở hàm ra xong, đang chuẩn bị bảo dưỡng hộp số. Đây. Hộp số thì em sẽ làm miễn phí cho anh chị nha. Cái này thì chưa có mở ra, nhưng mà bên em sẽ tiến hành thay đổi anh lượng tất cả luôn, kiểm tra là kỹ càng cho anh em chạm vào động ha. Rồi, hôm nay em đang tiếp tục làm, đang đã thay một lần. Máy này cũng còn ok, cho nên làm đơn giản rồi ha. Rồi, hôm nay thì em đã đáp hộp số vô lại nha. Còn cái bơm thì nguyên si, em không có động gì mấy. Đây ha, có số thôi. Rồi, đây là nước hoàn thành, đường xong rồi nha. Rồi, máy Khánh Hòa nha, máy vừa bảo dưỡng xong. Rồi, bây giờ em bắt đầu rửa máy. Có thể là lên đêm thì chắc không quay được. Thì xe đang về tới 12 giờ khuya mới về tới lần. Giờ quay cho anh em xem máy thôi ha. Máy đã xong hết luôn rồi. Bác chủ máy cũng đã kiểm máy xong. Giờ chỉ còn lên xe thôi. Kho máy bên em này ha. Đó, bao la đây nè. Cái chi tiết đã làm mới tất cả rồi nha. Đó. Chân đây. Máy này thì đời cao cho nên cũng ít lắm. Anh em nha, thì bây giờ bắt đầu xe đi nha. Nãy em về trễ cho nên quay không được khúc từ trong xưởng chạy ra. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105, mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Chào anh em nha, thì hôm nay sáng sớm em sẽ quay một số máy trong kho nha, để mà nắng quay cho đẹp. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha.
Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây, cho anh em dễ nhận diện nha.